Hello, chào mừng các bạn đã trao đầu của mình nha. Hôm nay mình đã chơi trò Masa Anzobe Pizza Game. Mình sẽ làm một cái bánh gì đó nha bạn nha. Cho Ok, xin bài bánh Noel cho ông già Noel này. Đây đang chuẩn bị đang Noel rồi nên mình sẽ làm bánh Noel. Chuy. Press. Olive oil. Orange. Onions. Right. Well done. Ok, cũng không còn nhiều nguyên liệu lắm đâu. Bánh này cũng đơn giản thôi. Now, let's prepare the ingredients. Ok, mình sẽ We need to chè grate cái này ra this. nha. Cheese. Bát luôn. Tiếp theo Let's nấm nào. cut it good. Hành tây To nha, be mình sẽ cut. thái ra. Ok, Tear vặt lá off nào. all the leaves. Great, the Ok, đã ingredients xong, are đồn. ready. Let's prepare some sauce for our pizza. Cho nước vào đầu tiên. Sau đó cái này cho cái này vào, xoáy nó ra. Tiếp theo. Wow, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Now, Cứ nấu lên nha các bạn mix nha. the sauce. Hurrah! The sauce is ready. Let's make some dough. Cho xoạt. Rất là đơn giản thôi. Bánh này ạ. Good. The dough is ready. Now let's mix everything. Okay. Let's flatten Sẽ làm it cái bánh well. này ra. Okay. Hurrah! It's starting to look like a pizza. Now let's put the topping. Mình nhân vào nha. Awesome, the pizza is almost ready. Now, let's pop Mày the nấu pizza nào. in the oven. Đốt bếp lên. Just a little left. Đóng hộp phải ship luôn nha các bạn nha. Hurrah, ship ngay cho nóng luôn. Dùng cái giòm để soi xem ông Sata ở đâu ta. À đấy rồi. Hello ông già Noel. Hello chút bớt. Let go nào. Pedal to the metal. Watch out, a log ahead. Một cây củi nha các bạn nha. Củi đang cản đường mình luôn. Tuyết này. Watch out. There's a gap ahead. We need to mình phải xây một cây cầu. Watch out, a stone ahead. Hòn đá này. Ok, ông già này đây rồi. Mình sẽ cắt bánh cho ông già này ăn nha.
let's feed our friends. Cut the pizza in slices. Now, give everyone a slice. Ăn quá ngon luôn, bánh quá ngon nên ông Noel cho tặng quà luôn. Quà Noel luôn.